che chắn tạm bợ. Nhưng khoảng 20 thanh nhôm với chiều dài gần gấp đôi cả xe ba gác vẫn được tài xế vận chuyển trong nội đô, tiềm ẩn nguy cơ có thể gây tai nạn cho người đi đường. Tổ công tác đặc biệt số 2 trong quá trình làm nhiệm vụ vào giờ cao điểm sáng trên tuyến phố Hàng Bài Lý Thường Kiệt đã phát hiện, yêu cầu dừng xe xử lý. Tất cả khối hàng đều được dỡ xuống, thu giữ để đảm bảo an toàn. Công việc nó không có, nếu bây giờ không đi làm thêm thì gia đình cũng hơi khó khăn. Bản thân tôi nhận thức đấy là chúng cố gắng khắc phục những cái điều kiện tốt nhất để không nên chở công cành quá, để đảm bảo an toàn giao thông. Ghi nhận trong khoảng 2 giờ làm việc của tổ công tác, hàng loạt vi phạm đã bị xử lý, trong đó đặc biệt là hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ. Đa phần người dân đều mang tâm lý chủ quan, không nghĩ sẽ bị lực lượng xử lý vào giờ cao điểm. Ra Lý Thường Kiệt chúng mua gói xôi, thực ra là thế, vừa lấy ở nhà vòng ra cái thôi. Mình sai thì mình chấp nhận. Mẹ em có nhắc em nhưng mà bình thường em đi sai em hay đội, nhưng mà em đi học em cũng đội, nhưng mà đây là em đi mua đồ ngay gần nhà này em không đội ạ. Trong cái giờ cao điểm, trong cái thời gian này là cái thời điểm mà lực lượng chức năng chủ yếu là tập trung phân luồng, thì người dân lại đa phần lại vi phạm. Và trong cái thời gian qua, sau khi triển khai kế hoạch số 172 thì quá trình tuyên truyền cũng như là quá trình lực lượng chức năng triển khai xử lý các hành vi vi phạm thì đối với người dân đã ủng hộ và cũng như là cũng thực hiện rất là tốt trong vấn đề khi tham gia giao thông. Thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, sau hơn một tháng hoạt động, 5 tổ công tác đặc biệt đã xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm. Trung bình mỗi ngày, 5 tổ xử lý được hơn 110 trường hợp vi phạm, số tiền phạt ước tính hơn 2,5 tỷ đồng, tạm giữ hơn 780 phương tiện. Khác với những lần ra quân trước, lần này Phòng Cảnh sát Giao thông thành lập 5 tổ công tác, bố trí nhiều lớp, không chỉ kiểm soát một điểm mà còn tuần tra kiểm soát lưu động theo từng khung giờ. Đối với cả việc triển khai cái tổ công tác đặc biệt theo kế hoạch 172, phải nói rằng đã đánh đúng cái trọng tâm và đúng trọng điểm đối với cả các người tham gia giao thông đang vi phạm trong tình hình hiện nay. Khi người dân đã hiểu rằng là dù bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ cái thời gian nào thì đều có lực lượng chức năng xử lý, thì vậy đem ra là cái ý thức chấp hành của người dân đã được nâng rất là nhiều. Thời gian tới, để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố tiếp tục xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền xử lý, và vẫn thực hiện theo đúng phương châm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.